Kính thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả thân mến, suốt ngày hôm qua chúng tôi nhận, không biết tại sao mà ngày hôm qua nó cũng không phải là ngày gì của cá nhân tôi hết, mà ngày hôm qua chúng tôi nhận rất là nhiều text message, lời nhắn ở trên cell phone cũng như gọi trực tiếp nói với tôi rằng có lẽ là họ có cái gì đó feeling tôi sắp sửa đi hay là tới ngày để giả từ vũ khí hay sao đó. Họ nói là họ rất xúc động khi đài VNTV cho cái chương trình của Good Morning Việt Nam America giữ mãi lúc 5 giờ sáng, tức là từ hồi có đến giờ này lúc nào 5 giờ sáng cũng chiếu lại chương trình ngày hôm trước, tức là lui lại một ngày, nhưng mà bà con người ta thích coi cái giờ đó nhiều lắm. Mà thường thường là những người đó lớn tuổi mà họ kêu họ cũng nói đồng điệu như vậy hết. Thì tôi không hiểu đây có phải là điềm báo gì đó hay không. Nhưng kính thưa quý khán giả, bây giờ trước khi vào chương trình, quý vị hãy cùng với bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi cũng như thần dân của nước Anh và những thuộc địa, những thuộc quốc ở trong Liên Hiệp Anh và toàn khắp nơi trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, hướng về Scotland là Tô Cách Lan, là đất của xứ Anh, Vương quốc Anh. Nữ hoàng Elizabeth đương ở trong tình trạng nguy kịch, ngự y của bà đã loan báo chính thức và tất cả con cháu thành viên của hoàng gia khắp nơi trên thế giới đều về Scotland để ở với bà trong những giờ phút có thể là cuối cùng. Mời bác sĩ dâng lời cầu nguyện cũng như chia cái cảm xúc của bác sĩ khi nghe tin buồn này. Vâng. Chúng tôi rất buồn khi nghe tin là nữ hoàng sẽ ra đi. Đây là một cái người không có ra đi, chưa có ra đi, sắp sửa ra đi. Đây là một người mà thế giới đã, một nhân vật lãnh đạo trên thế giới đã mấy chục năm qua. Năm này bà 96 tuổi và bà đã lãnh đạo, tôi nghĩ là trên 50 năm, thế kỷ, năm thập niên đó, trên 50 năm. Tôi không nhớ, nếu không lầm 60 năm, 60-70 năm rồi. 60-70 năm. Hồi 19 tuổi là bà làm vua rồi. Yeah. 19 tuổi, ồ như vậy thì nếu 19 tuổi thì bà trên đã 70 năm. 70 năm, 70 năm, hơn 70 năm. Chúng tôi bà đã chuẩn thuận tới 15 đời của thủ tướng của nước Anh. 15 đời thủ tướng. 15 đời. Cái ngày lần chót mà bà mới nhận cái, tôi thấy bà chống nạn mà bà gặp cái bà tân thủ tướng Liz Taylor thì là mới mấy ngày thôi. Yeah. Mới mấy ngày thôi mà thấy bà cũng chống nạn. Yeah. Khỏe. Yeah. Mà không ngờ tình trạng sức khỏe, nghĩa là quý vị thấy tuổi lớn rồi đi biết không nào. Thì tôi chỉ cầu nguyện. Cầu nguyện, tôi nghĩ rằng bà cũng khó qua. Thành tự với tư cách bác sĩ và một người thương thân mến bà, tôi cầu nguyện bà nếu mà đi thật là nhanh và đi trong giấc ngủ cho êm thấm, chứ đừng có kéo dài. Bởi vì bà 96 tuổi và đã một đời phục vụ cho cái đất nước Anh rồi và Vương quốc Anh rồi, thì đối với đây tôi thấy là đã quá đủ nếu khi đi thật nhanh. Và tôi cầu nguyện như vậy. Còn nếu mà nói bà cầu cho bà hồi phục lại thì tôi cũng có thể cầu được cái đó, nhưng mà nếu hồi phục thì phải hồi phục trong sức khỏe dồi dào, chứ đừng có hồi phục nằm liệt giường, nằm xe lăn vân vân. Thì tóm lại một lần nữa tôi xin cầu nguyện cho bà được cái gì như ý muốn, hoặc ra đi êm thấm hoặc hồi phục hoàn toàn, và cùng nhau chúng ta chia sẻ lời cầu nguyện này. Quý vị thường nghe tin là bác sĩ riêng của Tổng thống Trump hay bác sĩ riêng của Tổng thống Biden, Tổng thống Bush, Tổng thống Clinton, v.v. Quý vị nghe bác sĩ riêng của nữ hoàng thì Việt Nam mình kêu là ngự y, tức là thầy thuốc riêng được tuyển chọn để lo chăm sóc sức khỏe cho một đứng đầu người, đứng đầu quốc gia. Hồi xưa là vua chúa, giờ này là tổng thống, tức là ngự y. Giấc mơ để làm được ngự y khó lắm chứ phải dễ, tại vì sàng lọc biết bao nhiêu cái tiêu chuẩn người ta đưa ra. Và tin rằng như lời cầu nguyện của bác sĩ Hữu, là một bác sĩ khoa, bác sĩ cầu nguyện rất đúng, là ai cũng không thể thoát khỏi bốn cái sinh lão bệnh tật, đến lúc đi thì phủi áo ra đi nhẹ nhàng chừng nào tốt chừng đó, và cầu xin được thanh thản. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thứ nhất là chúng ta cầu nguyện cho nữ hoàng của chúng ta. Và người thứ nhì, cái tin thứ nhì là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken bất ngờ tới bên Ukraine ngày hôm nay, cùng lúc
nữ dân biểu Việt Nam mình Stephanie Murphy của Florida. Anh nhớ cô Dung không? Cô bác sĩ này đó. Đặng Thị Ngọc Dung. Vâng. Cũng bất ngờ đến Đài Loan. Rồi có một cái này, tin này, hai cái tin rất là vui. Tức là chính phủ Biden đã nới rộng cái quy định cho những người thẻ xanh được hưởng những phúc lợi như là người có quốc tịch. À, khác biệt từ hồi xưa đến giờ. Bây giờ thẻ xanh cũng được đổi cái quy định, nhiều quy định lắm. Quý vị liên lạc với sở di trú để biết ai thẻ xanh thì sẽ biết cái này. Còn không thì mai mốt tuần tới chúng tôi sẽ loan báo một cách chi tiết vì nó khá dài. Và cái thứ ba, nếu như ai mà muốn mua nhà, bây giờ giá nhà nó khựng lại, nó tốt, nhưng mà tốt nhất là có một cái quy định của tất cả nhà băng, đặc biệt là băng America và nhiều băng lớn như băng America. Họ dành cho cái không có đau gì hết, no down payment cho những người sắc tộc, tức là những người thiểu số, không cần đau mua được cái nhà liền. Với cái phân lời đương nhiên là quy định, nó thị trường không ai hơn ai hết. Chỉ có cái là không có tiền đau mà mình mua được cái nhà liền. Đó là điều rất tốt đẹp ngày hôm nay. Đó là tất cả những cái tin mà chúng tôi muốn loan báo cho quý vị tóm đầu bằng cái tin này. Và bây giờ kính mời quý vị vào phần thời sự ngày hôm nay. Phần thứ nhất, tin thứ nhất của đài chúng tôi ngày hôm nay, và chúng tôi tin rằng bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi vô cùng phẫn nộ với cái tin này. Tại vì khi mà chúng ta là người công dân Hoa Kỳ, là một nước dẫn đầu thế giới về tự do dân chủ và công nghệ, tất cả cái gì cũng đứng nhất thế giới hết, tại sao một cái hãng mà lo nổi tiếng như là Rocket mà của hãng lớn nhất về quốc phòng của Hoa Kỳ lại đi xài một cái đồ của Made in China đến nỗi mà cho cái chiếc F-35 bữa nay, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng trả lại không thèm lấy. Tại vì sao? Vì đồ này, cái 500 cục 500 làm thành chiếc máy bay này là của Made in China, nhục nhã, và chấm dứt hợp đồng giữa cái hãng này liền. Tôi mà có quyền là tôi đề nghị như vậy. Bác sĩ nghĩ sao về chuyện này? Vâng, cái vấn đề này không phải là nói về cái danh dự nhục nhã, mà vấn đề quốc phòng là chúng ta một phi cơ F-35 rất là một cái bí mật quân sự như vậy, mà mình dùng một dục vụ vật dụng ở China thì mình như vậy không thể tin tưởng được. Và như vậy mình không thể nói rằng đây là phi cơ chiến đấu mà có tất cả sự an ninh, bởi vì mình dùng một cái cục nam châm ở China. Thành thử đây là không những là mình thấy tại sao Mỹ, mình một quốc gia hùng mạnh, mình dùng của mình mà phải mua từ một kẻ thù là China là thứ nhất. Thứ hai là như vậy có thể vi phạm những cái an ninh quốc phòng. Nhưng mà mặc dù Lockheed nói ô không sao, cái cục 500 này không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà mình đâu biết được, cũng như tất cả những cái dụng cụ ở China, nó có thể bỏ những cái chip hay nó có thể bỏ những vật dụng mà để có thể do thám mình được, mình không biết, ở bên trong mình đâu biết được đâu. Thành ra đây là hành động đúng đắn của Bộ Quốc phòng, trả lui, ký bỏ hợp đồng, và như vậy là một trả Lockheed trả giá rất là cao trong cái này. Và đây không phải là Lockheed mà những công ty defense khác phải thật cẩn thận trong tương lai khi mà làm những cái vật dụng cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Tất cả vật liệu phải dùng từ Hoa Kỳ và được an ninh bảo đảm. Xin mời nhiều em. Vâng, bác sĩ biết là ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan cái tin là chính phủ Hoa Kỳ, an ninh Hoa Kỳ ra một thông cáo đặc biệt và có yêu cầu tất cả những cơ quan truyền thông loan báo cái tin này, là họ cấm tuyệt đối những công ty nào mà lãnh tài trợ của quốc gia, của Hoa Kỳ, là của liên bang đó, mà đặt các cơ sở công nghệ tiên tiến tại bên Tàu. Tại vì họ sợ Tàu ăn cắp, ép buộc để chuyển giao những cái phát minh của Hoa Kỳ. Cho nên chính phủ Mỹ người ta rất là kỹ, bữa nay tiếp tục là cái tin này. Chúng ta nhìn thấy như vậy là cái câu chuyện mà cạnh tranh giữa những cái nước thứ nhất, thứ nhì của thế giới giờ này, nước Mỹ với nước Tàu, nó đến cái thời căng thẳng. Và ngày hôm nay, trong ngày hôm nay, bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những chuyển biến dồn dập tại Biển Đông. Không phải chỉ có mình Hoa Kỳ, không phải tứ giác kim cương, mà bây giờ những cái nước chút xíu chút xíu, những cái chút nước không có cái gì hết trơn, như là Indonesia này kia đó, giờ này họ cũng đương
lập những cái liên kết để đối đầu với Trung Cộng. Chống lại Trung Cộng. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin số 2 buổi sáng hôm nay đó là tin năm thượng nghị sĩ Peter lấy cho tin số 2 của nước Pháp đã tới thăm Đài Loan, để cho quý vị thấy rằng không phải chỉ có nước Mỹ không, mà nước Pháp họ cũng tới để ủng hộ cho nền dân chủ của Đài Loan. Kính thưa quý khán giả, đây là một phái đoàn hùng hậu của các thượng nghị sĩ của nước Pháp đã đến thăm và gặp bà Tổng thống Thái Anh Văn. Đương nhiên khi họ tới đó thì họ nói những cái câu ủng hộ cho nền dân chủ và hỗ trợ cho người dân Đài Loan để chống lại sự đe dọa một cách nghĩa là hồ đồ và một cách nghĩa là hung hăng dữ tợn của tập đoàn Cộng sản Tàu. Kính mời bác sĩ nói tiếng Tây để chào mừng mấy ông thượng nghị sĩ này. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, hein? Anyway, thì bây giờ có thể thấy đó, đây là một hành động rất là nó có cái cung cách ngoại giao mà một cách rất khéo léo. Thay vì nói là Pháp phải nói chúng tôi phải ủng hộ Đài Loan, không, họ chỉ cần phái một phái đoàn của thượng nghị sĩ qua thôi. Một phái đoàn thượng nghị sĩ 5 người qua, tất nhiên là nói là Pháp ủng hộ Đài Loan rồi, quá dễ rồi. Cũng như Liên Âu hồi trước, những cái chủ tịch của các nước khác, tôi nhớ là một số nước Liên Âu cũng tới như vậy, thì chứng tỏ là như vậy đi, Đài Loan đã được sự ủng hộ không những của Hoa Kỳ, của một số nước Liên Âu và cả Pháp nữa, mà còn nói đây là một quốc đảo, là một quốc gia mà giờ trên một cái đảo, rất là rõ ràng. Thì quý vị thấy một lát này chắc mình sẽ nói về phái đoàn Mỹ nữa, nhưng mà gần đây này Guatemala, ngoại trưởng Guatemala cũng qua thăm Đài Loan, đó là chuyến đi đầu tiên của tân ngoại trưởng này chọn Đài Loan qua liền. Mà một nước Trung Mỹ xa xôi đâu có ăn nhầm về Đài Loan đâu, cũng không nhận gì ân huệ Đài Loan, nhưng mà vì yêu lý tưởng tự do và yêu cái vấn đề, phục cái vấn đề mà tiến trình về khoa học và kinh tế Đài Loan tiến mạnh, ngoại trưởng qua thăm có thể thấy rất là rõ ràng. Thành ở đời mình, nếu mình người tốt á, thì mình sẽ được người người ủng hộ. Thì trong cái tiến trình này đó, năm thượng sĩ Pháp đã xác nhận rằng Pháp ủng hộ Đài Loan trong vấn đề tự trị một quốc gia toàn vẹn lãnh thổ và có thể là giúp đỡ cho Đài Loan trong tương lai. Mà tàu hải quân của Pháp cũng đã từng đi qua eo biển Đài Loan, tàu Đức, tàu Anh, tàu Pháp, tàu Hoa Kỳ liên tục đi qua eo biển Đài Loan, là cái eo biển rất là nhỏ giữa hai Trung Cộng và đảo Đài Loan. Nếu mình nói đây là Đài Loan thuộc về Trung Cộng thì đâu phải đi ngang đó là mình xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, đi ngang đó chúng ta đây là hai nơi riêng biệt đó, mà dư biên thì còn như Mỹ vậy thôi. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Good morning.